Một đoạn vỉa hè chưa đến 20 mét, nhưng có tới 4-5 bục bệ, đoạn dốc để xe máy có thể phi lên được. Những hình ảnh này có lẽ không còn quá xa lạ với người dân thủ đô, vì nó rất quen thuộc dù ở trên bất kỳ tuyến phố nào. Chỉ cần bồi đắp một ít bê tông, dùng những tấm ván gỗ hay thậm chí là bỏ đi vài viên gạch nền rồi lát lại. Rất nhiều ý tưởng được thực hiện, miễn sao có được con đường thuận tiện nhất để vào nhà. Đây hầu hết là những sản phẩm do người dân đã tự ý sửa chữa và cải tạo lại vỉa hè. Phố này là phố kinh doanh, buôn bán, nhà nào cũng phải tự làm để cho việc đi lại nó dễ dàng. Nhà nước mà làm đồng bộ thì nhìn nó đẹp hơn. Mọi nhà đều làm thì nhìn nó xấu. Tôi cũng biết là nó không đúng nhưng mà chả biết còn cách nào khác nữa. Chỉ biết đi lên làm nó dễ dàng thôi, cũng chả biết là có đúng hay không bởi vì người ta cũng chẳng hiểu về pháp luật lắm. Ừ, thì tôi cứ thấy kê lên đi nó dễ dàng lên thôi chứ tôi không biết là nó mức xử phạt như nào cả. Theo kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, rõ ràng các hành vi này là sai phạm. Tuy nhiên, để tình trạng này diễn ra trong suốt một thời gian dài thì cũng cần phải có những phương án để khắc phục. Mỗi một cái vỉa hè thì đều có một cái dự án mà được thẩm định phê duyệt để phù hợp với các công trình bên trong. Vì vậy, người dân mà tự động làm hạ cốt vỉa hè xuống là không đúng với là cái quản lý đường và quản lý giao thông. Hiện nay thì đã có rất nhiều các cái cơ quan của chuyên ngành nghiên cứu để tạo ra một cái hình mẫu vỉa hè. Cái vỉa hè này nó phải tạo được cái cảm giác thuận tiện cho người dân, nhưng nó phải đạt yêu cầu thẩm mỹ và phải hài hòa với yêu cầu thoát nước, yêu cầu là cây xanh và tất cả những cái đó thì đã có sự nghiên cứu và tôi hy vọng rằng là sẽ sớm có công bố những cái thiết kế mẫu. Để giải quyết được thực trạng này, các cơ quan chức năng cần thắt chặt hơn nữa công tác quản lý, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ những quy định trong việc sử dụng các công trình công cộng, sớm đưa ra những giải pháp hiệu quả để tổ chức tốt hơn không gian, chức năng của vỉa hè, tạo sự thuận lợi cho sinh hoạt của người dân.